Đẹp chưa? Cây này là cây Roland HPI6 nè. Giờ làm review cho nó nha. Đây, đậy nắp lại. Cái cây này á, là màu satin black. Cái da của nó là nhám nha, không có trơn, không có bóng, mà là da nó xước xước, nhìn nó xước xước. Màu đen, màu đen này lạ lắm, màu đen này hay lắm. Ok. Cái này nó có cái màn hình, nhưng mà Hoàng sẽ không có focus vào cái màn hình này để nói. Hoàng sẽ focus vào cái tính năng là piano, bởi vì tóm lại thì cuối cùng mua cái đàn là mua cái đàn piano mà. Chức năng thì mình có thể sử dụng, có thể nghiên cứu rất là đơn giản, không có gì khó, nhưng mà quan trọng nhất là nó có hay hay không, tiếng đàn, phím đàn, mọi thứ có thích hay không ha. Rồi thì cây này là thuộc hàng cao cấp rồi, hàng cao cấp nhất nhì của Roland này, đương nhiên nó phải hay rồi ha. Thử luôn nha. Piano của nó thì thôi họ nói rồi, hay quá rồi. Thử tiếng khác nha, tiếng đây mình click vô thì nó ra rất là nhiều, rồi di chuyển cái này là nó sẽ thay đổi tiếng cho mình. Đây là tiếng cắt, tiếng piano điện này. Đó, tiếng nó hơi búa. Tiếng vibraphone. Tây Nguyên bằng cái này nè ha. Thử những thứ khác coi. Tiếng bell. Tiếng clavicon. Thôi tiếng khác đi. Bị nhiều tiếng đấy. Thôi, cái cây đàn này mà giới thiệu tiếng chứ chắc là clip này nửa tiếng luôn quá. Thôi, nó rất là nhiều tiếng. Túm lại là gì? Cây đàn này, cái tiếng piano, một cái bàn phím, nó thuộc hàng cao cấp rồi nên là nó rất là hay. Nó rất là hay luôn đó. Nó rất là hay. Bây giờ Hoàng kéo cái đàn ra để cho mọi người coi được cái body của nó. Nếu mà thật sự so với những cái cây khác, cái cây này là cái cây nó gọn nè, so với cây này là cây IDP này, thì thật ra là cái kích thước của nó chỉ to hơn một chút thôi, không có to hơn nhiều đâu đó. So với cây 535 thì trông nó nhỏ con hơn, nhỏ con hơn, có vỏ nha, không phải thường đâu, thiệt sự là nó hay đó. Thôi giờ Hoàng lôi ra nha. Đây, lôi ra nhẹ nhàng thôi. Đây là cái dây nối, từ đây là một cái dây cáp nối cái màn hình xuống á. Nó ra cho các bạn xem, thấy cái bên hông của nó luôn.
Thì cái cây này coi là sản xuất tại Nhật luôn nè, năm 2011 nha. Cái cây này 2011. Còn bán cái cây này mà nó xuất xưởng là cũng chắc 8-90 triệu cây này chứ không thường đâu. Hoặc có thể hơn luôn đó. Đó. Rồi, lâu lâu nó mới có cái cây đẹp như vậy nha các bạn. Nhiều khi là mình làm review xong mình bán cây này xong các bạn lại hỏi mua lại thì thực sự là không có để bán á. Rồi. Rồi thằng xếp lại. Tưởng chung lại là có đàn cũ thì nó có rất là nhiều chủng loại, rất là nhiều model khác nhau từ hãng này từ hãng khác. Hoàng làm khá là nhiều cái clip để cho các bạn xem. Nhiều clip quá không biết là các bạn có bị rối hay không. Nhưng mà theo Hoàng nghĩ là quan trọng là mình thích cái gì, mà mình muốn mình thích biết cái mình thích cái gì á thì mình phải đến mình thử thôi chứ không có cách nào khác hết. Nhiều khi cái áo đó cái người đó mặc đẹp nhưng mà người khác mặc không có đẹp đó. Cái đàn đó đặt vào gia đình bạn trông nó đẹp và cái âm thanh nên nó hay, còn cái đàn khác bỏ vô nó không ưng. Cho nên là buộc lòng quan trọng nhất là trước khi mua là mình nên trải nghiệm, trừ trường hợp những bạn ở xa quá thì hoặc không biết làm sao đó. Thôi, Piano Finger là nơi trải nghiệm nhạc cụ. Mình nhắc đi nhắc lại để cho các bạn nhớ nhớ địa chỉ để đến thăm rồi còn ring về nữa chứ. Cảm ơn các bạn nha, cảm ơn các bạn đã theo dõi các clip của Hoàng nha. Xin chào.